Với bảy câu thính, với nhất bác đã cưa đổ chiều lời dịn ở hữu phị, lần này không trốn nữa, cùng tiến cùng lui với em. Hãy để tả doạn với nhất bác của hữu phị dạy bạn cách làm sao để đốn tim con gái nhà người ta ra. Sau một khoảng thời gian lên sóng, hữu phị đã ghi dấu trong lòng khán giả. Bởi kịch bản đặc sắc, tuyến câu chuyện úc mở khiến nhiều người phải tò mò và đặc biệt là diễn xuất không chê vào đâu được của nam chính với nhất bác. Trong phim Anh chàng thủ vai tả doạn, nổi tiếng với tài kinh không và chiếc lưỡi không xương, hết lần này đến lần khác thả thính nữ chính chu phỉ, chiều lời dịnh. Hãy cùng điểm lại một số câu nói làm nên thương hiệu của anh chàng tại đoạn này nhé. Một, người xin ta ra là cha mẹ, người hiểu ta là A phỉ Để dụ danh nữ chính hữu phỉ trong tập 13, tả đoạn không những hứa theo lời miệng mai, chắc ngươi đầu thai lộn chỗ nhị của chu phỉ, mà còn dành cho cô lời khen về khả năng nhìn thấu tâm can anh chàng. Người xin ta ra là cha mẹ, người hiểu ta là A Phỉ. Câu nói này thật sự có kết quả, vì ngay sau đó cơn giận của Chu Phỉ đã hoàn toàn tan biến. Các anh trai học tập tả dạn ngay nhé. Hai, về đâu? Theo cô về vậy. Trong tập 14 của Hữu Phỉ, khi được Chu Phỉ hỏi rằng anh chàng sẽ đi đâu nếu ra khỏi hang động, tả dạn đã nghiệm nhiên câu trả lời và muốn đi theo cô về 40 tắm trại. Quả nhiên, anh chàng muốn được đi ở rễ lắm rồi đây, ở những tập tiếp theo của Hữu Phị, Tạ Doạn thật sự đã theo cô nàng về đến tận 48 trại, thậm chí còn cùng Chu Phỉ bảo vệ quê nhà nữa cơ. Ba, ta xem cô là chi kỷ cả đời. Khi bị Chu Phỉ xem là kẻ sợ chết, Nam Chính Hữu Phỉ đã ngay lập tức có ý kiến với điều này. Ta xem cô là chi kỷ cả đời, cô lại xem ta là kẻ sợ chết. Cô nói này vừa khẳng định được vị trí của Chu Phỉ trong lòng Tạ Doạn, vừa thể hiện được bản lĩnh của anh, để chứng minh rằng đây hoàn toàn không phải một lời nói xuông. Tạ doạn đã ngồi đằng sau canh chừng, hộ pháp cho chu phỉ, tránh việc cô nàng gặp phải nguy hiểm. 4. Kẻ hèn này không có chi lớn, chỉ muốn sau này cải châm vấn tóc cho thê tử của mình. Chứng kiến chu phỉ trong bộ y phục kiều diệm, nữ tính trái ngược với thường ngày, Tạ doạn đã chủ động đề nghị giúp cô nàng chỉnh trang lại đầu tóc chưa phù hợp. Thường rằng hành động ấy đã đủ để đốn tim các cô gái rồi, nhưng lời nói của Tạ doạn mới là thứ có sức sát thương khủng nhất. Kẻ hèn này không có chi lớn, vừa không muốn hay văn, cũng không muốn dạy võ, chỉ muốn sau này làm nha hoàn cải châm vấn tóc cho thế tử của mình. Lấy được một người chồng như Tả Đoạn, chắc hẳn là giấc mơ của rất nhiều cô gái đúng không nào? Năm ta muốn ở đây với cô, mặc kệ sự đời, trong buổi tối cuối cùng ở lại 48 chạy năm chín hữu phỉ đã dạy bày lòng mình với người thương, a phỉ nếu có thể ta muốn ở đây với cô, mặc kệ sự đời, sống một cuộc sống bình lặng, Từng câu từng chữ tả dạn nói ra đều chứa đựng trong đó nỗi buồn, nỗi lưu luyến vì sắp phải chia xa. Sáu, lần này ta không trốn nữa, cùng tiến cùng lùi với cô. Đối với các anh hùng phải hành tẩu giang hồ, còn gì hạnh phúc hơn là có người cùng kề vai sát cánh bên cạnh lúc hoàn nạn, khó khăn đúng không nào? Khi biết 40 tám trại của Chu Phỉ đang gặp khó khăn, tả dạn đã tự nguyện đưa ra lời đề nghị, cùng tiến cùng lùi với cô mà không mưu cầu bất cứ sự đáp lại nào. Cho dù Chu Phỉ có mạnh mẽ đến đâu thì chắc hẳn Song khi nghe câu nói này của Tài Đoạn cũng sẽ cảm thấy ấm lòng phần nào. 7. ánh trăng tất nhiên là ở đâu cũng vậy, nhưng người dưới ánh trăng lại khác. Trong buổi tối ngắm trăng cùng Chu Phỉ, Tài Đoạn đã chỉ ra một chân lý cuộc đời, ánh trăng tất nhiên là ở đâu cũng vậy, nhưng người dưới trăng lại khác. Chắc không cần nói ra thì ai cũng hiểu được, người dưới trăng mà Tài Đoạn nhắc đến đây là ai? Nam Chín Hữu Phị chắc hẳn đã từng ngắm trăng ở quê nhà. Dù đã từng nằm trên sông Tẩy Mặc để ngắm trăng 48 trại, nhưng tất cả những lần đó anh chàng đều chỉ có một mình. Duy chỉ có lần ngắm trăng này, người ngồi cảnh tài đoạn lại chính là người trong tim của anh. Cảm giác có lẽ sẽ có nhiều sự khác biệt so với những lần trước. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.